đáng khích lệ. Chính vì vậy bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi cũng như là trung tâm tim mạch chúng tôi tập trung về cái chủ đề này. Xin mời bác sĩ Tiến Anh, bác sĩ có 20 phút. Em cảm ơn thầy. Kính thưa thầy Hiếu ạ, thưa các thầy cô và các quý bạn đồng nghiệp, sau đây thì em xin phép trình bày một cái báo cáo về chẩn đoán và xử trí một số các bệnh lý về van tim thường gặp. Bệnh van tim thì là một cái bệnh lý rất là hay gặp trên lâm sàng. Ở các đất nước phát triển thì cái tỷ lệ bệnh van tim chiếm khoảng 2,5% và tỷ lệ bệnh van tim thì có xu hướng tăng theo tuổi. Ở người trên 75 tuổi thì tỷ lệ bệnh chiếm tỷ lệ trên 33%. Ở các cái nước mà đang phát triển, ví dụ như Việt Nam thì bệnh van tim do thấp vẫn là cái nguyên nhân hàng đầu của các bệnh lý van tim với số lượng ước tính là 33,4 triệu người mắc trên toàn cầu. Và bệnh van tim phổ biến nhất thường là bệnh hẹp van động mạch chủ và hở van hai lá. Thì ở trong khuôn khổ bài nói thì em xin phép báo cáo về bốn cái bệnh van tim mà hay gặp, là bốn bệnh van tim bên buồng tim bên trái là van hai lá và van động mạch chủ. Các bệnh lý về buồng tim bên phải, về van ba lá, van động mạch phổi thì xin phép là không không trình bày trong bài báo cáo sau. Về mặt khuyến cáo điều trị thì thật ra thì bệnh van tim thì từ trước nay thì đã có rất là nhiều các cái khuyến cáo điều trị. Trong cái bài báo cáo này thì em xin trình bày những tóm tắt những cái khuyến cáo điều trị của bệnh lý van tim của Hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017. Với bệnh đầu tiên là bệnh hẹp van hai lá. Hẹp van hai lá là bệnh lý rất là phổ biến ở đất nước đang phát triển như là Việt Nam. Đây cái hình ảnh trong hình là hình ảnh mô tả một cách ngắn gọn cái cơ chế về huyết động trong cái tổn thương hẹp van hai lá. Trong cái hẹp van hai lá thì cái sự tắc nghẽn, cái sự đổ đầy từ nhĩ trái xuống thất trái sẽ khiến cho giảm đổ đầy thất trái, khiến cho tình trạng tiếp theo máu sẽ ứ trệ trong nhĩ trái, gây giãn nhĩ trái. Về sau thì gây là tăng áp lực của phổi, để gây tình trạng về sau cùng là một cái tình trạng suy tim phải khi mà tăng áp phổi, giãn thất phải. Về mặt phân loại cái giai đoạn bệnh thì hiện nay thì trong cái khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim mạch Hoa Kỳ thì người ta đã có phân loại giai đoạn bệnh dựa trên gọi là lâm sàng, dựa trên siêu âm tim và các cái triệu chứng rất là rõ ràng. Thì về mặt phân loại thì giai đoạn bệnh của hẹp hai lá sẽ chia thành các giai đoạn A, B, C, D theo mức độ nặng dần. Trong đó thì ở cái giai đoạn các bạn lưu ý giai đoạn B, tức là người ta định nghĩa là hẹp van hai lá mức độ từ nhẹ đến vừa, thì về mặt hình thái van và huyết động của van thì như trên hình các bạn mô tả, và thường thì về mặt huyết động sẽ có biểu hiện là đã có nhĩ trái giãn nhẹ và vừa, áp lực bệnh phổi thì trong lúc nghỉ thường là bình thường và cái triệu chứng cơ năng thì thường là chưa có. Thì giai đoạn nặng hơn giai đoạn C và D khi mà định nghĩa hẹp van hai lá nặng thì đoạn C là đoạn mà chưa có triệu chứng, đoạn D là đoạn đã có triệu chứng. Với các lưu ý về mặt siêu âm tim ở trên nhân hẹp hai lá giai đoạn nặng thì thứ nhất là về mặt diện tích lỗ van thì là dưới 1,5 cm vuông, và nếu mà dưới 1 cm vuông thì được coi là hẹp van hai lá rất nặng. Thời gian bán giảm áp lực tâm trương là trên 150 ms giây, và nếu là rất nặng thì là trên 220 ms giây, và trên nhĩ trái thì sẽ giãn nhiều. Áp lực phổi thì thường tăng trên 30 mét thủy ngân. Và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hẹp hai lá thì là những cái triệu chứng giảm dung nạp gắng sức hoặc là khó thở. Đấy có biểu hiện của tình trạng suy tim mà trong sách kinh điển các thầy nói là triệu chứng là suy tim trái nhưng bản chất thực ra là suy tim phải. Về mặt điều trị của hẹp hai lá, hẹp hai lá thì giai đoạn A và B thì chúng ta sẽ để theo dõi. Hẹp hai lá giai đoạn C và D thì bắt đầu sẽ có những cái điều trị về mặt nội khoa mà sẽ có những cái cân nhắc về can thiệp hoặc là phẫu thuật lên cái van hai lá đó. Về mặt điều trị nội khoa thì giai đoạn D, nếu như bệnh nhân mà có dấu hiệu suy tim ứ huyết trên lâm sàng, có các dấu hiệu như là nghe phổi có gian ẩm, gan to chân phù, thì khi đấy thì về mặt điều trị nội khoa thì có thể sử dụng được các cái thuốc lợi tiểu. Bệnh nhân hẹp hai lá thường có các cái biến chứng, ví dụ như đặc điểm là rung nhĩ hoặc cái nhịp nhanh trên suy tim, thì có thể dùng các cái thuốc giảm nhịp. Có thể dùng là dioxin dạng đợt cấp hoặc là dùng chẹn beta giao cảm khi dạng ổn định, và có thể dùng thêm thuốc chống đông nếu như người bệnh có tiến triển của rung nhĩ hoặc có huyết khối buồng nhĩ trái. Đây là cái chỉ định can thiệp hẹp van hai lá do thấp theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017. Hẹp van hai lá do thấp thì chúng ta sẽ lưu ý là như này: nếu như giai đoạn
bệnh là gì? Giai đoạn D rồi, tức là hẹp hai lá, nặng hoặc rất nặng và có triệu chứng là giai đoạn D, thì người ta sẽ quan tâm đến câu chuyện là hình thái của van nó phù hợp với việc nong van hay là phù hợp với việc phẫu thuật. Nếu như mà là phù hợp với việc nong van thì chỉ định nong van hai lá bằng bóng qua da là chỉ định loại 1. Còn nếu như nó không, cái hình thái của van nó không phù hợp thì khi đấy phẫu thuật sẽ chỉ định loại 1. Ngoài ra người ta đề cập đến những cái trường hợp mà hẹp van hai lá mà rất nặng, nặng hoặc rất nặng nhưng giai đoạn C thôi, là chưa có triệu chứng ấy, thì khi đấy người ta đẩy cái việc là nong van hai lá bằng bóng qua da lên là chỉ định loại 2A nếu như hình thái của van là phù hợp. Còn những cái hẹp hai lá mà diện tích lỗ van trên 1,5 cm vuông, tức là chưa đến mức là giai đoạn nặng đấy, thì hầu như là cái chỉ định nong van thì hầu như là sẽ là chỉ định 2B, rất là cũng rất là cân nhắc, không nên, và thường sẽ để theo dõi định kỳ thôi. Tóm tắt lại cái trong cái các bạn có thể nhìn trong cái slide này là như thế ạ. Tiếp theo thì xin báo cáo đến bệnh lý van hai lá ngược với hẹp van hai lá là cái hở van hai lá. Đây cái hình ảnh chúng tôi cũng là hình ảnh về mặt huyết động học của cái hở van hai lá. Trong hở van hai lá thì câu chuyện là ở cái thì tâm tâm trương thì cái dòng máu trào ngược từ thất trái lên trên nhĩ trái, về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng là giãn buồng nhĩ trái. Sau khi giãn nhĩ trái thì cái dòng máu đấy ở đến thời kỳ tâm trương tiếp theo thì nó sẽ gây ra tăng cái thể tích đổ đầy của thất trái, và về lâu về dài thì nó gây là giãn thất trái. Đây là cái khác biệt rất là lớn giữa việc hẹp van hai lá và hở van hai lá. Bởi vì nhiều khi các thầy nói trên lâm sàng là để đánh giá một cái tổn thương van, nhiều khi nó không phải là chỉ đơn thuần là hẹp hoặc là hở, mà đôi khi là có cả hẹp và hở. Thì đôi khi các thầy hay nói là cái này thất trái không giãn thì có vẻ như cái hẹp hai lá là chính. Nhưng trong trường mà thất trái có giãn và bệnh nhân không đi kèm các bệnh lý khác như là tăng huyết áp vân vân thì phải có đi kèm xem có hở hai lá hay không. Và khi mà có kèm theo có cái giãn thất trái, tiếp theo nữa lâu về dài sẽ là tình trạng ứ máu nhĩ trái và ứ máu phổi, dẫn đến một cái suy tim trái, và khi mà suy tim trái kéo dài thì dẫn đến tăng áp phổi, và về sau cùng thì cũng dẫn đến cả suy tim phải, là suy tim toàn bộ. Đây là cái giai đoạn bệnh của hở hai lá. Hở hai lá thì nó có hai hình thức là hở hai lá tiên phát và hở hai lá thứ phát. Hở hai lá tiên phát tức là tổn thương thực tổn tại van, tại dây chằng cột cơ và tổ chức dưới van. Còn hở hai lá thứ phát là những cái trường hợp mà giãn vòng van do các bệnh lý khác nó gây giãn buồng thất trái, ví dụ như là bệnh nhân bệnh cơ tim giãn, ví dụ như là thất trái giãn do tăng huyết áp, thì khi đấy nó gây gọi hở hai lá thứ phát. Về mặt hở hai lá tiên phát thì phân loại theo cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017 thì cũng chia thành các giai đoạn là A, B, C, D. Thì các bạn lưu ý là ở cái giai đoạn mà giai đoạn B, tức là người ta gọi là hở hai lá từ nhẹ đến vừa đấy, thì triệu chứng lâm sàng thì sẽ thường là chưa có, người bệnh sẽ thích ứng rất là tốt. Tuy nhiên thì sẽ có những cái biểu hiện như nhĩ trái giãn nhẹ, thất trái thì không giãn, áp lực phổi thì vẫn là bình thường. Đây là hở van hai lá. Giai đoạn C là gì? Hở hai lá nặng và không triệu chứng. Giai đoạn D là hở hai lá nặng và có triệu chứng. Về mặt điều trị, hở hai lá giai đoạn A, B thì thường để theo dõi. Hở hai lá giai đoạn C, D tức là hở hai lá nặng và có hoặc không có triệu chứng ấy, thì người ta bắt đầu sẽ có điều trị nội khoa và cân nhắc chuyện can thiệp hoặc phẫu thuật. Về mặt điều trị nội khoa ấy, thì khi bệnh nhân có dấu hiệu suy tim ứ huyết trên lâm sàng thì có thể dùng các cái thuốc lợi tiểu, và đặc biệt là trong hở hai lá thì cái cơ chế nó có cái giãn thất trái, tái cấu trúc thất trái, thì cái vai trò của cái thuốc ức chế hệ RAS, ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, hoặc là gần đây là có những cái thuốc mới ví dụ như là Acne là phối hợp của Vasactan và Nebrilizin như là Upero thì cũng được khuyến cáo sử dụng trong các bệnh nhân mà hở hai lá có suy tim giai đoạn CD. Có thể dùng các cái thuốc kiểm soát nhịp như là dioxin hoặc chạy theo cảm, và dùng thuốc chống đông nếu như có dung nhĩ. Đây là cái chỉ định can thiệp trong hở van hai lá. Hở van hai lá mà tiên phát ấy, thì các bạn lưu ý trong cái slide này, thì hở hai lá mà mức độ tức là mức độ nặng đấy, thì nếu mà giai đoạn D mà EF còn trên 30% thì chỉ định phẫu thuật thay van là chỉ định loại 1. Đấy cái rõ nhất rồi đấy. Và cái thứ hai là hở hai lá nặng nhưng chưa triệu chứng giai đoạn C và EF từ 30-60%, hoặc là kích thước buồng thất trái cuối thời kỳ tâm thu trên 40 là giai đoạn C2 thì chỉ định thay van cũng là chỉ định loại 1.
phẫu thuật thay van là những loại một. Còn những cái trường hợp mà hở hay lan nặng rất hay gặp trên da nhưng chưa có triệu chứng thì chúng ta phải quan sát kỹ, ví dụ như là EF trên 60% hoặc là chỉ số kích thước bốn thất trái cuối thời kỳ tâm thu nhỏ hơn 40, thì khi đấy thì người ta thấy được theo dõi và có thể có tiến triển làm tăng cái chỉ số giãn bốn thất trái ra hoặc là làm giảm EF dưới 60, thì khi đấy phẫu thuật thay van được chỉnh ở loại 2A là nên làm. Nên còn chỉ có một số trường hợp là gì, dạng C nhưng mà bệnh nhân lại có khả năng sửa chữa lại thành công nhiều hơn, thì có những trường hợp hoặc là dung nhĩ mới xuất hiện đấy, hoặc là áp lực nội phổi tâm thu trên 50 dạng C1 dạng sớm ấy, thì có thể người ta cân nhắc ra chuyện này, có thể là sửa van và nên chỉ định 2A. Còn lại những cái chỉ định khác thì đều được theo dõi định kỳ. Và riêng với hở hai lá thứ phát ấy, thì rất hay gặp các trường hợp bệnh nhân mà có bệnh hở hai lá sau một cái suy tim do tăng huyết áp, do bệnh mạch vành vân vân, thì cái phẫu thuật thay van hầu như bây giờ người ta vẫn xếp là loại 2B, tức là rất là phải xem xét cân nhắc cái chuyện đấy. Bệnh thứ ba là tôi xin trình bày phần hẹp van động mạch chủ, một bệnh lý rất hay gặp trong cái van bệnh lý van tim. Xin lý bệnh hẹp van động mạch chủ thì khi mà có cái tắc nghẽn của cái đường ra thất trái, cụ thể là cái van mạch chủ, thì dẫn đến tình trạng là gì, cái cung cái thể tích nhát bóp của tim bị giảm, dẫn đến tình trạng là phì đại cái thất trái, về sau sẽ gây giãn thất trái, và về sau thì gây tình trạng ứ huyết, có thể gây suy tim. Về mặt phân loại cái giai đoạn bệnh theo khuyến cáo thì chúng ta lưu ý là gì? Về mặt phân loại thì giai đoạn hẹp chủ nhẹ vừa, tức là cái vận tốc dòng chảy ở qua van động mạch chủ giai đoạn nhẹ là bao nhiêu, từ 2 đến 2,9 mm trên giây, mét trên giây, và cái chênh áp trung bình là dưới qua thất trái van động mạch chủ là dưới 20. Còn giai đoạn mức độ vừa là gì, vận tốc từ 3 đến 3,9 và cái chênh áp là từ 20 đến 30, và thường thì triệu chứng cơ năng thì sẽ chưa có. Hẹp chủ khít mà không có triệu chứng thì người ta phân thành giai đoạn là gì, C1, C2, dựa vào cái việc là chức năng thất trái F là còn trên 50% hay là dưới 50%. Và hẹp chủ khít có triệu chứng ý, thì giai đoạn nó phân thành là D1, D2, D3, nó phân phức tạp hơn một chút, liên quan đến có cái trường hợp gọi là hẹp van mạch chủ khít mà có chênh áp qua van còn cao thì gọi là D1. Hẹp van mạch chủ khít nhưng mà lưu lượng thấp, chênh áp lại thấp mất rồi, đấy là D2, và hẹp chủ khít có lưu lượng thấp, chênh áp thấp và chức năng thất trái còn bảo tồn, có triệu chứng là D3. Về mặt điều trị thì giai đoạn hẹp van mạch chủ đoạn AB thì theo dõi, khi hẹp van mạch chủ đoạn nặng đoạn CD thì cân nhắc can thiệp hoặc là phẫu thuật sớm, thường là sẽ là phẫu thuật. Điều trị nội khoa thì thường thì ít cái cải thiện. Về mặt nội khoa thì nếu như trên lâm sàng người bệnh có dấu hiệu suy tim ứ huyết thì có thể dùng một số điều trị nội khoa, như là có thể dùng liệu tiểu liều rất thấp, nếu bệnh nhân có nhịp nhanh có thể dùng các thuốc làm giảm nhịp. Và đặc biệt lưu ý là trong cái hẹp chủ khít ấy, thì những cái thuốc mà rất là thận trọng, gần như không nên sử dụng, như là dioxin, các cái thuốc giãn mạch hoặc là các thuốc tăng co bóp cơ tim. Về mặt chỉ định cái hẹp van mạch can thiệp phẫu thuật hoặc là thay van mạch chủ qua da, thì đây được tóm tắt lại thì chúng ta sẽ thấy là gì, hẹp chủ khít mà giai đoạn D1, tức là gì, còn vận tốc cao, còn dòng mạch vận tốc cao, lưu lượng cao ấy, thì nếu có triệu chứng D1 thì chỉnh thay van là chỉnh loại 1. Đấy, còn nếu giai đoạn của bạn đoạn C là chưa có triệu chứng ấy, thì nó có hai cái chỉnh loại 1 là gì? Một là EF xuống dưới 50%, đoạn C2 chỉnh loại 1. Có phẫu thuật thay tim khác chỉnh loại 1. Còn những trong trường hợp mà hẹp chủ rất khít, vận tốc dòng chảy trên 5, chênh áp trên 60, nguy cơ thuật thấp, thì thay van mặc dù đoạn chưa có triệu chứng đoạn C nhưng mà vẫn được đặt ra là thay van chủ đoạn 2A. Còn những cái trường hợp khác ấy, thì ví dụ bệnh nhân mà có một cái trường hợp bệnh nhân là hẹp van mạch chủ nhưng lưu lượng thấp, chênh áp thấp, đấy, thì đôi khi người ta xem là có triệu chứng EF dưới 50% và nghĩa là gắng sức với dopamine thì có dịch lỗ van dưới 1, thì khi đấy thay van mạch chủ cũng được đẩy lên là dạng 2A. Và mặt hiện tại thì thay van mạch chủ thì có hai phương pháp, một là phẫu thuật, hai là thay van mạch chủ qua da. Tôi xin không trình bày chi tiết hơn về từng cái phương pháp làm, nhưng các bác nhớ là cần khi nào thì bệnh nhân có chỉ định loại 1 là nên xử lý sớm cái thay van mạch chủ cho người ta. Bệnh van tim cuối cùng tôi xin trình bày là bệnh hở van mạch chủ. Hở van mạch chủ thì gần giống như hở hai lá, tức là khi có hở van mạch chủ thì có cái dòng trào ngược máu từ động mạch chủ vào trong thất trái, nó gây giãn thất trái. Về lâu về dài sẽ gây suy thất trái và giãn cái buồng nhĩ trái. Đây là các cái giai đoạn bệnh trên phần khuyến cáo của tổ chức tim mạch Hoa Kỳ 2017.
thì giai đoạn C và D là những cái trường hợp mà chủ nặng, không triệu chứng và có triệu chứng. Sau đấy người ta sẽ chia ra là C1, C2. Về mặt điều trị thì hở van mạch chủ giai đoạn AB thì để theo dõi, hở van mạch chủ giai đoạn CD thì điều trị nội khoa, cân nhắc chuyện can thiệp hoặc phẫu thuật. Về mặt nội khoa thì nếu bệnh nhân có dự suy tim ứ huyết trên lâm sàng thì nó cũng tương đối giống với một cái hở van hai lá, bệnh nhân có thể dùng được các cái thuốc, ví dụ các bằng chứng của ứ dịch thì sẽ dùng các thuốc lợi tiểu. Bệnh nhân có thể dùng được các cái thuốc ức chế hệ hệ RAS là ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, hoặc là cái hệ nhóm acne mới như enalaprin, diovan, uperio. Đây là cái chỉ định can thiệp thay van động mạch chủ ở bệnh nhân hở van động mạch chủ mạn tính. Đấy, thì khi mà hở chủ nặng mà có triệu chứng dạng D, phẫu thuật thay van là loại 1. Khi mà không triệu chứng nhưng mà ép dưới 50% hoặc phẫu thuật tim khác thì điều chỉnh loại 1. Khi mà ép còn trên 50% kích thước buồng thất trái thời kỳ tâm thu trên 50 dạng C2 thì cũng khuyến cáo là nên thay van động mạch chủ sớm. Còn trong cái trường hợp khác, mức độ khác thì nên là để theo dõi định kỳ thôi. Các cái thông số chi tiết thì trên cái bảng các bạn có thể theo dõi thêm. Trên đây là phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và quý các đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tiến Anh trong vòng 20 phút mà đã cho chúng ta một cái overview về bốn cái tổn thương van tim rất hay gặp trong thực tế. Tôi có một số câu hỏi dành cho bác sĩ Tiến Anh vì hiện nay sự thay đổi rất là nhanh chóng trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý van tim. Thì có một cái câu hỏi đầu tiên chúng ta cũng phải thống nhất với nhau, đấy là dùng cái thuật ngữ hở van hai lá chức năng hay là thứ phát. Tại vì trong rất nhiều tài liệu thì thường người ta nói là functioning, đúng không ạ? Thế thì liệu theo ý kiến bác sĩ Tiến Anh ta nên dùng từ là thứ phát, secondary hay là chức năng functioning trong bệnh nhân hở van hai lá? Nghĩa là cái về bản chất đấy chính là do buồng tim nó trái nó giãn ra và cái vòng van hai lá giãn ra do suy tim và dẫn đến tình trạng van hai lá bị hở. Thì theo ý kiến bác sĩ Tiến Anh, hôm nay tôi thấy anh Tiến Anh dùng từ là thứ phát, đúng không? Dạ vâng. Kính thưa thầy Hiếu, xin trả lời câu hỏi. Thì về mặt dùng cái thuật ngữ là hở van hai lá chức năng hoặc là hở van thứ phát, thì em về cá nhân em thì khi mà dịch sang tiếng Việt thì em nghĩ là nếu mà dùng cái từ thứ phát ấy, thì chúng ta hiểu là đây là cái tổn thương mà sẽ là đến sau. Còn tổn thương đến sau tức là tổn thương bản chất là một cái bệnh lý về tăng huyết áp hoặc một cái bệnh lý bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim cục bộ gây giãn buồng thất trái. Và cái tổn thương hở lá là tổn thương đến sau. Khi ta dùng cái từ thứ phát thì có thể người bệnh sẽ hiểu là đây cái tổn thương đến sau. Còn hở van hai lá chức năng, dùng hở lá chức năng thì sẽ cũng có một cái ý nghĩa của nó, tức là muốn nói rằng cái câu chuyện là do cái chức năng buồng thất trái kém chứ không phải tổn thương tại thực tổn là tại dây chằng và cột cơ. Vâng. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chú ý nếu ta dùng từ thứ phát secondary nó sẽ gặp trong những cái trường hợp sau mà có thể bị lẫn lộn. Đấy là thứ nhất là trường hợp bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Khi mà bị osle nó sẽ gây thủng hoặc là gây rách cái van hai lá thì cũng là thứ phát sau cái nhiễm trùng. Và thứ hai nữa là hay gặp trong cái trường hợp hở hai lá do biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim hoặc là biến chứng cơ học của tăng huyết áp, nó gây đứt dây chằng van hai lá gây hở hai lá thứ phát, làm người bệnh có thể là nhầm lẫn và các nhất là các bác sĩ có thể bị nhầm lẫn coi đấy là hở hai lá thứ phát thì nó không nguy hiểm hơn so với hở hai lá tiên phát. Do đó thì tôi cũng thống nhất chúng ta nên sử dụng từ chức năng functioning để khẳng định đấy là những hở hai lá do cái buồng tim bên trái giãn. Và cũng trong cái hở hai lá chức năng này thì các thầy cô các anh chị phải hiểu là càng ngày số lượng bệnh nhân càng nhiều vì tỷ lệ suy tim của chúng ta như các nghiên cứu trên thế giới ở riêng ở Mỹ có gần 1 triệu người suy tim. Chính vì vậy cái tỷ lệ hở hai lá chức năng càng ngày càng nhiều và hiện nay có rất nhiều nghiên cứu đánh giá theo dõi các cái việc bệnh nhân bị hở hai lá chức năng, những loại thuốc mới ra đời làm cho cái thay đổi rất nhiều cái chỉ định. Tuy nhiên là tôi muốn hỏi anh Tiến Anh về cái quan niệm của anh mới đây trong cái việc sử dụng cái kỹ thuật là mitral van clip, nghĩa là cái kẹp van hai lá qua da, người ta biến cái van hai lá bị hở nó thành ra hai lỗ van và sẽ làm giảm cái dòng hở. Thì trong vai trò đấy các nghiên cứu trên thế giới người ta đánh giá nhận định thế nào về phương án này? Thưa thầy, cái phương án gọi là sử dụng qua đường ống thông để kẹp cái van hai lá mitral van clip thì trong khuyến cáo về 2017 này thì người ta đánh giá là khi mà bệnh nhân là hở hai lá nặng có triệu chứng và triệu chứng này là cái mức độ khó thở là Niha 3-4 và rất là dai dẳng
và không các điều trị các cái nền tảng kia mà không cải thiện được, thì khi đấy thì người ta cân nhắc làm cái can thiệp để xử lý cái hở hai lá chức năng này. Tuy nhiên thì về mặt em nghĩ là về mặt hiệu quả thì thực ra thì cũng rất là khó, vì giai đoạn suy tim người bệnh thường giai đoạn rất là nặng, cái Vâng. mức độ Niha thường là Niha 3-4 rồi, thì để cải thiện thì thường sẽ là khó. Và tha là cái về mặt kỹ thuật thì cũng và mặt cái tiến thể tiến hành áp dụng được ở các đất nước mà chưa phát triển nhiều như Việt Nam thì có lẽ nó sẽ là khó khăn. Vâng. Chúng ta đang phát triển, chưa phát triển. Vâng, em xin lỗi. Vâng. Thì tôi cho cung cấp thêm thông tin cho các bác sĩ cũng như là bản thân bác sĩ Tiến Anh biết, thì là ngày hôm nay, ngày cách đây đúng một tháng, mùng 5 tháng 11 năm 2020, thì Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đã chính thức có một cái tổng kết nghiên cứu trên tổng số là gần 500 bệnh nhân được điều trị mitral valve clip qua da trên bệnh nhân bị hở hai lá thứ thứ phát, và nghiên cứu có tên là QAPT, QAPT, nghĩa là cái đánh giá cái outcome của cái tổn tổn thương của bệnh nhân trên được điều trị bằng mitral valve clip, thì cho kết quả rất là tốt, rất là khả quan. Do đó chính vì vậy tôi nghĩ đây cũng sẽ là một cái hướng cho cái bệnh nhân bị hở hai lá suy tim mà chúng ta không còn cách nào khác, là đang chờ ghép tim hoặc là đang phải bị phải điều trị rất nhiều các loại thuốc trợ tim cho bệnh nhân. Vâng, còn câu hỏi cuối cùng thì chúng ta vẫn còn được 2 phút nữa, vì cái chủ đề này tôi cũng là rất là thích thú, thì xin hỏi hỏi bác sĩ Tiến Anh về cái việc đánh giá trong các cái guideline, thì việc đánh giá nghiệm pháp gắng sức thì chủ yếu người ta sử dụng bằng dobutamine, nghĩa là dùng thuốc, thì liệu cái gắng sức bằng thảm chạy hoặc là bằng điện tâm đồ thì có ý nghĩa gì không trong cái việc quyết định chỉ định điều trị phẫu thuật can thiệp cho các bệnh nhân bị tổn thương van tim? Thưa thầy, về mặt cái nghiệm pháp gắng sức thì được chỉ định ở trong các trường hợp mà hay gặp nhất là cái giai đoạn bệnh thường là giai đoạn là hẹp van hai lá của van bệnh chủ mà mức độ giai đoạn C, tức là có trên siêu âm thì này có hẹp nặng, tuy nhiên thì triệu chứng thì chưa có. Thì cái biện pháp hay dùng nhất gần đây là siêu tim gắng sức bằng dopamine. Còn cái biện pháp nghiệm pháp gắng sức mà đánh giá bằng bằng thảm chạy hoặc là bằng đạp xe thì trong cái khuyến cáo thì không thấy các bác sĩ người ta các nhà nghiên cứu nhắc đến. Thì theo em thì thấy là nếu mà trong trường hợp mà hẹp van mạch chủ khít thì nên là chỉ nên tiến hành bằng siêu tim gắng sức, bởi vì cái nguy cơ của trong trường hợp dùng thảm chạy thì sẽ rất là cao. Còn trong trường hợp hẹp hai lá thì em nghĩ là có thể đánh giá được bằng nghiệm pháp có thể đạp xe gắng sức ạ. Và bác sĩ Tiến Anh và cả mọi người lại cũng phải chú ý cái định nghĩa siêu âm gắng sức. Thì ta có 2 cách làm siêu âm gắng sức. Cách thứ nhất là chúng ta dùng dobutamine tiêm vào cho bệnh nhân để cho nhịp tim bệnh nhân nhanh lên. Cách thứ hai, siêu âm gắng sức thứ hai là người ta cho bệnh nhân đạp xe và hoặc là chạy trên thảm chạy và đặt siêu âm đầu dò siêu âm để đánh giá. Hiện nay có những cái máy chạy gắng sức đến thế hệ mới là người ta có thể bệnh nhân nằm để đạp xe được. Và đặc biệt là ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi đã cho triển khai bằng một cái phương án rất là đơn giản thôi, nghĩa là chúng ta cho bệnh nhân chạy gắng sức và siêu âm trước khi chạy, trong lúc chạy thì chúng ta cho bệnh nhân ngừng chạy, cho siêu âm lại, và đến cuối kỳ chúng ta lại siêu âm lại để đánh giá cái hẹp van động mạch chủ, hẹp đặc biệt là hẹp van động mạch chủ không có triệu chứng, để quyết định điều trị cho người bệnh. Một nhấn mạnh nữa chúng tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm, đấy là hẹp van động mạch chủ là bệnh lý sẽ càng ngày càng gặp. Trước đây chúng ta không chữa nhiều, không nghiên cứu đến nó, do đó chúng ta thấy là tưởng như nó rất ít, nhưng mà hẹp van hai lá sẽ càng ngày càng ít đi, vì bệnh lý thấp thấp tim nhiễm liên cầu chúng ta càng ngày càng gặp càng ít, nhưng mà tỷ lệ gặp hẹp van động mạch chủ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta cũng sẽ không khác gì các nước trên thế giới. Hiện nay ở châu Âu là có thể thay van động mạch chủ qua da hàng năm là 800.000 đến 1 triệu ca thay van động mạch chủ qua da. Thế chính vì vậy thì tôi rất mong muốn các bác bệnh viện ở các địa phương chúng ta đọc lại cái bài báo cáo của bác sĩ Tiến Anh, và chúng ta rà soát tìm những cái bệnh nhân hẹp van động mạch chủ để theo dõi điều trị cho bệnh nhân, tránh trường hợp là những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ đến muộn, vì chúng ta biết khi trong bài báo cáo bác sĩ Tiến Anh đã nói rất rõ rồi, khi bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ mà có triệu chứng đau ngực hay là ngất thì tiên lượng tử vong của bệnh nhân rất cao, và khi bệnh nhân hẹp van động mạch chủ mà chức năng thất trái đã giảm rồi thì cái việc chỉ định phẫu thuật và thay van qua da là sẽ rất khó khăn. Vâng, nếu các thầy cô các anh chị không có câu hỏi gì về bệnh lý van tim suy tim này, thì tôi xin phép được tiếp tục chương trình bằng các bệnh nhân đã được hội chẩn.